Nam em xóa ảnh chồng sắp cưới và chuyển sang chế độ độc thân, đàn trai liền có động thái lạ. Loạt động thái khó hiểu của nam em và chồng sắp cưới khiến cư dân mạng bàn tán rôm rã. Sáng ngày 28 tháng 11, chồng sắp cưới nam em gây chú ý khi đăng đàn tìm kiếm người đẹp. Ai biết nam em ở đâu, báo giúp tôi. Trong cuộc sống, mọi người không trong cuộc, đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn Lệ nam em ở đâu, liên hệ anh với nha em, chồng sắp cưới của nam em viết. Cho đến trưa cùng ngày, netizen phát hiện động thái lạ của nam em trên trang mạng xã hội. Theo đó, những hình ảnh công khai dự sự kiện cùng chồng sắp cưới mới đây đã mất tích trên trang cá nhân của nam em. Không những vậy, trạng thái đang hẹn hò hiện đã được chuyển thành độc thân. Về phía chồng sắp cưới của nam em, anh cũng cập nhật nhanh dòng trạng thái gây chú ý. Chúng tôi đang theo chiều gió của mạng xã hội. Chúng tôi đang chơi cuộc chơi riêng. Cảm ơn. Động thái của nam em và chồng sắp cưới đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Nam em và bạn trai hẹn hò 6 tháng trước khi quyết định công khai, cả hai cũng đã có kế hoạch về chung một nhà vào năm 2024. Được biết, bạn trai của nam em đang kinh doanh ở lĩnh vực phong thủy. Bên cạnh đó, hậu công khai chuyện tình cảm, đời tư bạn trai của nam em trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những thông tin nửa kia của nam em từng có hai vợ, ba con và quá khứ ồn ào. Netizen bàn tán rôm rã và có nhiều ý kiến trái chiều trước chuyện tình của nam em. Nam em liên tục có động thái cứng rắn để bảo vệ chồng sắp cưới trước làn sóng dư luận. Gây chú ý vào tối muộn ngày 27 tháng 11, nam em bất ngờ đăng đàn. Nếu không có anh thì ngày hôm nay sẽ không có tin nam em lấy chồng, có quá khứ không đẹp mà sẽ là tin tiêu cực khác. Tôi nói tôi kiệt sức rồi, không một ai tin, không một ai lắng nghe, chỉ có một mình anh ấy hiểu và gánh vác hết tất cả những áp lực của tôi. Vậy xin hỏi sao anh ấy không xứng đáng làm chồng tôi, xin hỏi công bằng ở đâu? Tuy nhiên, sau bài đăng này, người đẹp không cập nhật gì thêm và có những động thái lạ liên quan đến chồng sắp cưới. Điều này khiến netizen không khỏi tò mò và lo lắng tình hình hiện tại của Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long.